Okay, yeah. Rồi phát biểu đi khai hay cái gì? Rồi. Ok. Rồi, okay. Thôi để chú để lên VTV3 để cho chú cho chú để. Ok, mời cô dâu và chú để có đôi lời phát biểu ạ. Thôi để chú để nói đi. Ok chưa? Từ thành phố Cần Thơ lên thành phố Đà Nẵng để chụp ảnh cưới, có nhờ anh tìm chỗ studio rồi tìm đã giúp đỡ. Cảm ơn cả ekip, cảm ơn chị Hạnh makeup, cảm ơn bạn Hùng quay phim, cảm ơn anh Việt đã hỗ trợ hết mình, rất là nhiệt tình giúp đỡ hai vợ chồng có được những tấm ảnh cực kỳ đẹp và rất là deep luôn, rất là show deep. Một lần nữa cảm ơn cả ekip, cảm ơn anh Tiềm, cảm ơn nhiều. Lố lố quá, chụp chưa sao tụi luôn. Trời không sao đâu, chụp sáu rồi cô này. Dẹp rồi chửi. Quay clip chửi mình cắt đoạn nó đi. Coi lại đến cô dâu nè, cô dâu cảm giác ra Đà Nẵng thấy sướng không? Chú ghẹ mặt quá. Sướng không? Sướng không? Sướng cái nào sướng, tới là tướng. Ở tướng thức ở đây là thấy sướng rồi đó. Rồi mai xóa chưa chi nữa, chú rể mập tu. Chú rể mập, chú rể ẩm, cô dâu không có được kìa. Mà có thu không? Có thu không? Không cô ý. Cái này là phải để chú rể tự thú đi. Chú rể tự thú đi, có thu không? Có thu không? Có thu không? Ai biết? Cái đó mình phải tự hiểu chứ đúng không? Mình nói hoạch tẹt ra quá nhiều khi cũng không hay. Cảm ơn anh Đẹp là đã tự tay cầm máy để bấm cho hai chồng. Giống như là ở đâu mà diễn là nói chung là hứa hẹn là nhất cái chân rang rồi đó. Kha ôm đi Kha, bài đăng của Kha lúc nào cũng không dưới 700 like á. Đây, đây là photo Hùng Hùng ATM em. ATM em là gì? Ta cũng biết. Cùng MV, cùng MV. Hùng MV. Còn đây là anh Việt Slide. Không phải, đó là chính xác là biệt danh đây là Hùng. Hùng còn là Hùng Khơi. Bởi vì hồi xưa hay ra khơi. Mà đâm ra ra khơi nhiều là hơi khùng. Còn đây, đây là Việt Slide đó. Chuyên gia làm đĩa slide cho Khương. Trùm slide của Pro Team. Trùm slide. Còn đây là diễn viên chính nãy giờ mấy bạn đâu. Còn đặc biệt diễn viên chính ngày hôm nay còn hơn nữa. Cả diễn viên chính này là đây nè đó. Đó, đây là bro team đó. Ngày xưa ăn nhậu té bro nhiều quá rồi. Đẹp chứ bro luôn. Đơn giản thế thôi. Đó. Đó, đâu. Làm ngã làm nghiêng để quay phim nữa. Đó, đâu. Đây là hành này. Anh bắt tập tích mà mở 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 anh bắt tập tích đi đó. Cô ấy rất xinh rất đẹp nhưng vẫn chưa có bồ. Thôi quá đẻ đâu, quá đẻ đâu, chị lấy thêm đâu, chị không làm phải đánh sâu thì chị lấy lấy thêm, không cần cấp nữa đâu. Trẻ rồi quá đẻ rồi, tôi lấy từ năm ngón chứ là chưa bị é, tôi lấy nhưng mà vẫn chưa cay ống, vẫn chưa cay ống, vẫn chưa cay ống. Đưa máy quay trong khi chị Hạnh nó cấp chưa có son quay lại. Không rồi, giờ con rồi đó, giờ anh ra lại đi mà. Không còn rồi đó, quay lại đi. Anh tìm ra lại đi mà. Rồi chị thấy cơ hội rồi, mọi người đều thấy khuôn mặt của chị rồi. Rất là tiếc cho cô ấy. Bao nhiêu sự mục mạc của chị lắng lòng thấy chị quá vậy rồi chị. Cắt cái sâu đi, cắt đi. Bạn vô đầu tiên giới thiệu cho rất nhiều bạn nam được trên file của tiền xem qua. Nhưng mà năm gói hôm nay thì chưa coi hấu cho. Ê, nó mất nữa luôn. Đề nghị mọi người gấp rút, tại vì số lượng của họ hả? Có hàng đắt thì hàng đây hàng thanh lý, hàng thanh trắng luôn, hàng thanh trắng luôn. Rụng hết trứng mà chưa ai hỏi. Giới thiệu anh Việt với anh Hùng luôn. Đù má rụng hết trứng chưa áo. Hùng Khơi, em suy nghĩ lại như thế nào? Ấy, em có vợ anh. Không còn là chuyện này giết lại được. Bây giờ mà sáng giờ bán lắm thôi kìa. Quay cảnh với anh. Còn chú rể với cô dâu cũng giấc như thế nào hay khi mà... Chú rể chuẩn bị đưa cô dâu lên đỉnh. Kỳ đó. Không, chị. Ngay cả cái keo mà hồi sáng chỉ cái cầu rồng. Mi là cầu rồng. Ai cho phép mi là cầu rồng. Chú rể còn trẻ người nông dạ quá.
nếu mà tao nói ra đà nẻ mà tao nói mi ngủ là nó một không. Chuyện rất là vô lý đó. Có thể là vì anh tìm mà ra đà nẻ là phải thức đó tiền anh à, anh tới đâu là thích cái đó. Sáng anh đi qua mất đất qua không nổi luôn, hàng ba rưỡi mà tới 4 giờ mới qua là hiểu thử. Sáng ngày chỉ cần nghe cô dâu nó hồng lò xo là sao nhỏ hả là sao cháu đi lại không có mẹ chú rể ở nhà chú rể ngủ không mà trong khi đó em dậy đúng giờ em để em đi một mình em đâu có biết đâu nên suy ra là em đúng giờ có chú rể làm gì một mình thì không biết. À, ai biết đang ngủ nướng đó thừa đó thừa ai biết tôi là tôi thấy tôi gọi điện thoại qua rồi đó nè. Vậy là tại ai tại chú rể đi nên chú rể phải thú nhận đi đúng không anh ngủ nướng. Đây mấy bạn thấy không, cảnh bà nà rất là đẹp anh em ơi.